Hello, chào các bạn nhé, đây là Shinichi bên Anh Quốc đây. Hôm nay Shinichi tiếp một bạn khách rất đặc biệt. Em gái này là Việt Kiều Nga. Ngày trước hay mua đồ của mình ở thời mình còn ở trong chợ Bao Bì. Hôm nay em qua mua quần tặng người yêu, bảo là em về nước gái.